Đây là ba gói mì Ý. Bây giờ Hinh sẽ nấu nha mọi người. Đây à, bây giờ là sẽ là đun nước sôi, sau đó là trụn mì vô, trụn mì rồi chắc nước ra, và sau đó sẽ bỏ vô cái dĩa khổng lồ này. Ok. Chào tất cả mọi người. Welcome back to my channel. Mọi người có thấy cái dĩa mì rất là hành tráng không? Hình đã làm 3 giấc mì đó mọi người. Đây là mì Ý, spaghetti sốt bò bằm. Đây, và hôm nay nước mình ăn mì Ý kiểu Tây mà đúng không? Đó, cho nên là sẽ uống bằng cái ly rượu này. Hôm nay Hân mua là nước trà chanh dây hạt chi. Để lắc lên nè, nó có hạt chi ở dưới đó, mọi người. Thơm quá. Cầm ly sang chảnh nha mọi người. Ok. Để cái ly đây, thiệt sự là nhìn quá nguy hiểm. Bây giờ anh sẽ trộn mì lên nha. Mì nãy giờ đợi cũng lâu rồi đó mọi người ơi. Wow. Trộn thật là đều. Thật là đều nha mọi người. Ok chưa, ok chưa. Wow, hấp dẫn quá. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử miếng. Miếng đầu thật là to. Wow. Itadakimasu. Rất là ngon mọi người ơi, nhưng mà nó không phải là cái kiểu mì mà ngoài tiệm chúng ta hay ăn mì Ý kiểu đó đâu. Kiểu này là khác. Nó có vị sa tế ở trong này. Hương rất là đậm đà, vị đậm đà lắm mọi người. Nhưng mà Hân nghĩ là đang thiếu cay, cho Hân đã chuẩn bị sẵn tương ớt. Ok, ok.
Tụi nó sẽ có một ngày cái này nó đổ. Cái này này á, chanh dây có nghe mùi chanh dây, nhưng mà cái hạt chia, cái hạt chia á mọi người, nó bị lặn ở dưới đáy của cái ly này nè, không uống được. Khi nào mà uống hết cái ly này thì mới tới cái hạt chia được. Vị trà chanh dây thì mình thấy nó thiên về trà hơn, chanh dây thì là hơi thơm mùi chanh dây thôi, nhưng mà ok, không bị quá ngọt. Pasta. Cảm ơn các bạn đã coi video này. Sau 3 vắt mì thì Hân ăn chắc còn phải một vắt thì cũng ăn giỏi hơn mọi khi. Mọi khi là Hân ăn mì tôm là tầm một gói thôi, nhưng mà mì ý này Hân ăn được tầm 2 gói luôn mọi người. Mọi người nhớ thử cái mì này nha, rồi comment ở dưới cho Hân biết cảm nghĩ của mọi người nhé. Cảm ơn các bạn. Arigato gozaimasu. Kanchamita. Hẹn các bạn ở video lần sau nha. Bye bye. Annyeong.